Chào các bạn nhé, hôm nay kênh tiếng Việt vừa mua một cái cam webcam. Con này là UC32, con này của Daewoo. Daewoo ấy. À, con này thì nó là hàng xịn của Daewoo, mình thích cái hàng xịn, chứ còn thực ra một số trên Shopee bán thì nó cũng là nó hàng mình cảm giác nó cũng không phải là hàng của hãng hãng hẳn hoi. Thì đây con này của Daewoo, Daewoo đây thì nó là hàng ok rồi. Đây có cái shop này. Mình chưa thử đâu, cái shop này thì nó bán có 380 thôi, đây cả ship ở đây mấy ba mấy nghìn nữa mới là 416 đấy, chứ là ship này. Shop này nó bán đâu giá gốc của 380. Là rẻ nhất trên Shopee đấy. Đây shop của ông nào đây. Đây các bạn cái tràn Shopee này có. Đây shop của tay nào này, mình xé mẹ mất. Rồi tóm lại nó là như vậy, tí nữa mình sẽ khui ra, tí nữa mình sẽ khui ra cùng các bạn, mình sẽ khui ra mình sẽ thử trên máy cùng các bạn xem. Đây các bạn nhé, cái cam này. Đây là cái cam Daewoo này, Daewoo U3220 này. Đây là mình cài lên vào cái bóc Android box này, mình cắm lên vào Android box. Bây giờ mình sẽ mở cái đây, mình sẽ mở cái đó, các bạn thấy không, cam của nó này. Đây đây nhá, mình quay mà xem góc rộng ghê. Đây mình để một cái góc nó rộng, rất là rộng đấy nhá. À các bạn nhìn này, đấy, nó quay rộng, không có rộng đấy, góc nó rất là rộng luôn đấy. Quay gần như 360 đấy, con này góc rất là rộng. Đây mình nối máy chiếu luôn đấy, cái bóc này của mình đang nối máy chiếu luôn. Đó. Cái máy tính. Đây mình đã quay. Có con này rộng lắm. Con này mình thử rồi, bắt ấy là ok đấy. Thôi. Như thế nó cũng là ổn. Con này đâu mua 410 mấy nghìn, lúc mình nói chuyện các bạn này, mình bứt cái ấy đi rồi. Con này dùng được, Daewoo này nó có hàng, nó là hàng xịn. Sao mình có cảm giác nó tin tưởng hơn mấy cái hàng thủ công lắp ráp. Ok, thấy nét. Đó là... Bây giờ nó tùy cái camera của các bạn, cái phần mềm camera của các bạn này. Nhưng mà con này góc rất là rộng. Ok, tạm chấp nhận được với những cái hội họp, với những kiểu Zalo. Chứ còn để mà nét nét đẳng cấp 2K thì không có nhé. Đấy, nó độ phạm Full HD của lại. HD, mình nhìn thấy nó cảm giác HD của lại, chứ nó không, không. Nó cũng không phải là ấy đâu. Nó cũng không phải là Full HD đâu. Nhưng mà nó là nét rồi, nhìn đây. Nhìn trên máy chiếu này, nó rất là nét. Không thể bằng mấy ảnh điện thoại được, nhưng mà thôi được, chấp nhận, nó tiện dụng. Ok, chào các bạn.